những vũ khí cũng có thương hiệu Việt. Bằng hình thức nghiên cứu chế tạo hoặc thông qua hình thức chuyển giao công nghệ, Việt Nam đã tự sản xuất được những vũ khí hiện đại. Giáp phản ứng nổ IRA. Từ năm 2004, Viện Tê thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã nghiên cứu phát triển giáp phản ứng nổ để khắc chế các loại đạn lõm chống tăng thông thường. Năm 2007, Viện Tê đã hoàn thành thiết kế giáp thế hệ 1 và đang phát triển hoàn thiện giáp thế hệ 2 có khả năng chống đạn B-72, tên lửa chống tăng có điều khiển AK-3. Việc thiết kế chế tạo giáp phản ứng nổ đều dùng nguyên liệu sẵn có trong nước, tiết kiệm đáng kể kinh phí. Trong khi, tính năng kỹ thuật giáp do Việt Nam chế tạo được đánh giá tương đương các loại giáp trên thế giới, được dùng trong chiến đấu. Cũng theo cán bộ trực tiếp nghiên cứu, giáp phản ứng nổ của Việt Nam với trọng lượng nhẹ, tháo lắp dễ dàng, nhanh gọn hoàn toàn tích hợp được trên loại xe tăng hiện có của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khối điện tử của tên lửa IGLA. Trên cơ sở làm chủ công nghệ, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu cải tiến, nội địa hóa khối điện tử kiểu 9P516. Kết quả, 2-4 bản thuộc khối điện tử đã được nội địa hóa hoàn toàn, sản xuất từ vật tư linh kiện trong nước, qua thử nghiệm tương thích và hoạt động tốt cùng các bản nguyên mẫu trong cơ cấu phóng. 2 bản còn lại đang được nghiên cứu theo hướng sử dụng linh kiện trong nước kết hợp với nước ngoài, bước đầu cho kết quả tốt. Vài năm trở lại đây, Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định trong ngành công nghiệp tên lửa. Chẳng hạn như Viện Thuốc phóng thuốc nổ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chế tạo thành công nhiên liệu tên lửa hỗn hợp có chất lượng tương đương với sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng đang thực hiện đề án chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp mang tên PL-01. Đầu tháng 9 năm 2014, Quân chủng phòng không không quân cho bắn thử nghiệm thành công 3 tổ hợp tên lửa C-125, hai thương mại cải tiến. Theo các thông tin trên phương tiện truyền thông, các tổ hợp tên lửa bắn thử nghiệm thuộc dự án cải tiến tổ hợp tên lửa C-125, hai thương mại. Radar định vị mục tiêu thụ động. Trong tác chiến hiện đại, mạng lưới radar đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát hiện sớm, cảnh báo và cung cấp chính xác tọa độ mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực phòng tránh, đánh trả có hiệu quả những cuộc tiến công của kẻ địch. Qua gần 4 năm triển khai, trung tuần tháng 11 năm 2014, tổ hợp radar thụ động đầu tiên ký hiệu RTH chế tạo trong nước đã chính thức được nghiệm thu. Máy bay tàng hình dù hiện đại đến đâu nhưng trong quá trình hoạt động nó vẫn phải sử dụng radar, khí tài gây nhiễu, thiết bị nhận dạng địch ta, hệ thống liên kết dữ liệu, các thiết bị trinh sát, dẫn đường, định vị và liên lạc. Các đài thu của radar thụ động như RTH sẽ bắt được những tín hiệu này, qua đó xác định được tọa độ mục tiêu. Radar thụ động có khả năng sống sót cao gấp nhiều lần so với radar chủ động và gần như không thể bị gây nhiễu. Súng diệt tăng SPG-9T2. Loại súng không giật SPG-9 cỡ 73mm được Liên Xô chế tạo từ năm 1962 nhằm thay thế súng không giật B-10 cỡ 82mm. Tuy được chế tạo từ cách đây 50 năm nhưng SPG-9 vẫn là loại vũ khí uy lực. Sát thủ diệt tăng SPG-9T2 vẫn là một trong những loại vũ khí chống tăng tốt, được dùng để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành của đối phương. Ngoài ra còn được dùng để tiêu diệt sinh lực ẩn nấp trong các công sự kiên cố và các hỏa điểm của địch. Việt Nam hiện cũng đã nghiên cứu thành công và chế tạo súng chống tăng SPG-9T2 với một loạt các cải tiến phù hợp với địa hình nước ta, nhất là tại khu vực miền núi, điều kiện môi trường nóng ẩm, tác chiến bộ binh mang vác. Súng phóng lựu tự động AGS-17. Loại súng này do Liên Xô thiết kế. Với tốc độ bắn rất cao, đạn sát thương mạnh, súng phóng lựu AGS-17 được xem là một trong những vũ khí được đánh giá là có khả tiêu hao sinh lực bộ binh rất mạnh mẽ. Vũ khí này còn được coi là khắc tinh của chiến thuật biển người, nghĩa là một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong sẽ bị hỏa lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Việt Nam đã nhập khẩu số lượng tương đối súng phóng lựu AGS-17 từ Nga và hiện nay chúng ta trực tiếp là nhà máy Z-125 đã sản xuất hàng loạt loại vũ khí sát thương bộ binh cực mạnh này trang bị cho các đơn vị trong toàn quân. Tự đóng tàu chiến. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2014, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận 2 tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378. Đây là loại tàu chiến đấu tên lửa hiện đại,
được trang bị vũ khí điều khiển tự động, có nhiều đặc tính ưu việt, lần đầu tiên được triển khai đóng mới tại Việt Nam. Đây là hai tàu chiến có khả năng cơ động nhanh, được trang bị nhiều khí tài và trang thiết bị hiện đại. Sau khi thử nghiệm thành công, hai tàu tên lửa được bàn giao cho Lữ đoàn 167, vùng 2 Hải quân với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ngày 25 tháng 9 năm 2014, tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà, Tổng cục CNQP đã tổ chức bàn giao tàu pháo thể thao 400 thành phố số hiệu HQ-275, chiếc thứ tư cho quân chủng Hải quân. Trước đó, tàu pháo mang số hiệu thể thao 400 thành phố số 1 do công ty đóng tàu Hồng Hà thực hiện đã được bàn giao cho quân chủng Hải quân để đưa vào sử dụng vào ngày 16 tháng 1 năm 2012. Đây là chiếc tàu quân sự hiện đại đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.